canh ra để mà chuẩn bị nấu gói bánh nha cả nhà. Dạ. Dạ. Cái trộn sống cho nó béo. Cho nó béo. Dạ. Sẽ làm 18.000 đồng nhân chuối. 10.000 đồng nhân ngọt. Năm nay cô có nghe nói là bao nhiêu cô? Nghe là mấy tấn rồi. Dạ. Bao nhiêu chú là cô dạ. Biết là chuối. Dạ. 4 tấn đó rồi. Dạ. Quá lớn luôn. Dạ. Bà đi qua đây coi bà làm nè. Ở trên cửa. Bà ơi, cái mỡ này có ướp cái gì trong này không bà? Chưa. Dạ, cho nó béo. Chủ là 300 g bột, phải là một lon dầu. Dạ. Đây là đoạn vận chuyển rau đồ vô cả nhà. Mùng 6 hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2023, có nghĩa là ngày mùng 6 tháng 4 âm lịch. Bà con trở về đây năm nay phải nói là rất là vui luôn, có nghĩa là rất là đông. Đông hơn thường năm. Bên kia thì cô đang đóng lá, bỏ nít nè. Đi tiếp những cái công đoạn mà phía bên tay phải sẽ là khu nhà ăn nè, chuyên nghiệp luôn đó. Đó là một phát minh trong cái công tác làm số lượng nhiều nha cả nhà. Dạ thì bánh canh và dạ, bánh canh bột sắt lấy màu. Ở trong đó có gì cái gì con thấy có cá bóng đó vậy, cá đỏ, cá trắng, con bóng chai à, bây giờ có củ sắn rồi có rau củ cà rốt rồi cái nhà, nên là nó thơm mà nó ngon ngọt nước nha. Dạ ha, con cảm ơn cô. Dạ quá đẹp á, cái thau nước cam là mát lạnh luôn á. Về đây thì số lượng luôn khủng nha. Rồi mở đi, rồi đi vô nhóm thôi. Cái này là dâng lên cúng ông luôn ha chú. Dạ, củ thờ của ông ba làm rất là hoành tráng nha. Bún cá. Hôm nay là ngày 16 và là con đang tất bật trong công tác chuẩn bị đón các Phật tử phương xa trở về tham dự lễ giỗ của ông ba. Đây là đoạn bên ngoài nha cả nhà. Nơi đây sẽ diễn ra một cái lễ hội rất lớn, đó là lễ giỗ của ông ba Thới. Hiện tại sau lưng Trang là
toàn cảnh của lễ giỗ đang diễn ra vào ngày mùng 6. Trong cái lễ giỗ này thì sự kiện quan trọng nhất và được nhiều người chào đón háo hức đó là cái không khí mà gói bánh tét có thể nói là lớn nhất của cả nước Việt Nam. Một trong những cái lễ giỗ rất là đặc sắc thì hôm nay Trang mời quý bà cô chú anh chị các bạn cùng Trang để đi vào bên trong lễ giỗ tham dự lễ giỗ ông Ba và chúc cả nhà có một trải nghiệm thật nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và bình an, cũng như là cùng xem cái lễ giỗ này và đến đây để tham dự lễ giỗ của ông Ba nha. Bây giờ Trang sẽ quay góc máy lại. Thời điểm Trang bấm máy là 8 giờ 23 phút ngày 24 tháng 5 ngày thứ tư và không khí rất là nhộn nhịp. Từ cái đoạn đầu đường để đi vào cách đây là cái chuyến phà Thuận Giang nói con sông Vàm Nao chạy vô đây, và do ở bên ngoài hơi ồn, Trang sẽ ghi hình từ phút ở bên trong đoạn phủ thờ của ông để chia sẻ cho cả nhà không khí của hôm nay và cảnh tượng gói bánh tét. Trang tranh thủ đến đây sớm để ghi hình, và cả nhà nếu mà có thời gian thì sẽ trở về đây vào thời điểm mùng 6, mùng 7, mùng 8, mùng 9 là chánh lễ nha cả nhà. Và vào những cái ngày này thì bà con từ khắp nơi để trở về với huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Và đôi nét giới thiệu về ông Ba Thới thì ông tên thật là Nguyễn Văn Thới, sinh năm 1866, đời vua Tự Đức tại làng Mỹ Trà, Sa Đéc, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp, là tác giả của Kim Cổ Kỳ Quan và là tên chung của 9 bổn sách, nhưng Kim Cổ là một bổn chính. Và ông Ba tướng người thì cao ráo, tánh tình cương trực và kết giao bằng hữu chu du trong thiên hạ. Thì một vài nét để giới thiệu sơ lược về ông. Ngày hôm nay thì Trang cũng sẽ giới thiệu đôi nét về không khí hiện tại của ngày lễ. Cả nhà có thể tìm xem những tập phim trước Trang giới thiệu chi tiết về lịch sử cũng như là quá trình bà con cúng viếng như thế nào trong năm trước nha. Và bây giờ thì là không khí hiện tại, thời điểm bây giờ thì kẹt xe cứng luôn rồi, từ bên ngoài bà con đổ về đây quá đông luôn cả nhà ơi. Đây là một trong cái lễ mà lần thứ giỗ lần thứ 97 và nói về sự việc ông Ba phát đạo tâm quy y thì mùa đông năm Bính Ngọ năm 1906 thì ông bỗng nhiên phát đạo tâm và từ giã gia đình rồi thẳng lên vùng núi Sam vô trại ruộng Thới Sơn cạnh Thất Sơn để tầm sư học đạo. Bây giờ thì Giang xin mời cả nhà cùng di chuyển vào bên trong một chút nha. Tại đoạn này thời điểm này quá đông rồi, bà con cho là đến đây để phụ tiếp gói bánh đó cả nhà. Đây là cảnh bà con từ người lớn đến trẻ nhỏ, người dân không biên gì ở Chợ Mới An Giang mà Phật tử từ khắp các phương xa trở về đây để cúng viếng ông trong ngày hôm nay. Và đây là không khí của cổng bên ngoài rất là nhộn nhịp từ các ngã đường trở về đây hôm nay nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào bên trong để cùng xem không khí của bên trong như thế nào nha. Trang sẽ trở lại đây vào ngày chính lễ là ngày mùng 8 và mùng 9. Hôm nay là ngày mùng 6. Nói sơ lược cho cả nhà để biết lịch để mà đến đây là ngày mùng 6 thì sẽ gói bánh tét và ngày mùng 7 gói bánh đít. Bên trong vẫn có hai chỗ gửi xe cả nhà. Đi vô trong này. Để xe ở đây. Vô luôn con. Thẳng vô, thẳng vô cái gì đó. Hai bên thì sẽ có chỗ cho bà con ngồi nghỉ mệt. Và đặc biệt là những cái lễ hội của người con Việt Nam thì đa phần là tất cả những cái lễ hội phục vụ bà con ở đây đều là miễn phí. Nên là cả nhà trở về đây hoan hỷ đi cúng viếng và thưởng thức những cái món ăn chay hay là mình phụ làm trong cái ngày chấm dỗ gói bánh để dâng lên cúng ông Ba. Thì đây là không khí bên ngoài bà con đang chuẩn bị nè. Trang sẽ đi một vài đoạn cho cả nhà coi được cái công tác chuẩn bị ha. Đây là cái công tác làm hình con rồng. Đây được làm từ những cái chó trâu. Không gian bên ngoài rất là kỳ công nha cả nhà. Khi nào thành phẩm thì Trang sẽ quay tiếp cho cả nhà coi. Đây là cổng chính của lễ
kính mừng lễ hội ông ba lần thứ 97 phủ thờ của ông ba, ngày chính lễ đó ngày 7, 8, 9. Bây giờ Trang sẽ di chuyển ra bên cái đoạn gói bánh tét, là khi cái ngày chính đó, thì Trang sẽ quay kỹ cho cả nhà coi phía bên trong lễ nha. Bà con hôm nay cúng viếng ngày hôm nay nha. Đây là cổng của phủ thờ ông ba. Bà con đến đây cúng rất là thành tâm nha. Có hai cổng chính để đi vào bên trong của phủ thờ của ông ba. Bên cả nhà muốn đi thì đi bên hướng tay trái vô thì sẽ ra được cái đoạn mà nhà ăn á cả nhà. Hôm năm nay chẳng thấy gửi xe vô trong cái phủ thờ trong này luôn nè, bên chỗ sân khấu của phim cổ Kỳ Quan. Bây giờ mình đi một đoạn vòng từ phía trong đi vòng ra ha, đoạn bên kia thì sẽ rất là đông hơn đó. Đây là bên trong bà con sẽ cúng viếng nè. Ngày chính lễ thì Trang sẽ quay những cái này nhiều hơn. Giờ Trang sẽ coi công đoạn bà con gói bánh. Phía bên trong này sẽ là cái công đoạn cắm hoa ha. Mỗi một cô sẽ làm một việc nào. Có nhiều đoạn. Bây giờ mình đi sẽ được cái vòng ngoài đi rồi Trang quay kỹ cho cả nhà coi. Đây là làm hoa nè. Trước mặt cả nhà là khung cảnh gói bánh tét hàng tính bằng ngàn đòn cả nhà. Bây giờ Trang sẽ đứng lên trên cao một bậc để cho cả nhà nhìn rõ không khí của buổi lễ. Một bên là đoàn khách đang trở về đây. Bên đây nè, mỗi ngóc ngách luôn nha cả nhà, mỗi chỗ đều bà con tận dụng hết công sức luôn á. Phía bên ngoài đoạn phía dưới sẽ là cái khu nhà ăn trại cơm, các trại cơm chay. Rồi bây giờ mình sẽ đi chi tiết hơn cho cả nhà coi. Chị không nghĩ là năm nay mùng 6 mà lại đông lắm như vậy luôn á cả nhà. Là công tác gói bánh và một số đoàn bánh đã được chở lên xe nè, chuẩn bị đi nấu cả nhà. Em chào anh. Đây là các anh chị, các cô chú. Mỗi người thì một dáng vẻ để mà làm nên một cái không khí của lễ hội nha cả nhà. Các chú đang gói nè. Này chú cái này lên xe chắc đi nấu hả chú? Đi nấu. Dạ, nấu ở gần đây không chú? Dạ, ở sau đó chú. Nấu dạ. Nhiều chỗ. Nấu ở sau này đó hả chú? Dạ. Nấu hoài luôn đây tới khoảng bao lâu thì xong chú? 4-5 tiếng hồ mà ra một lò sức thì nấu nữa. Dạ. Để bắt đầu cho những cái công đoạn mà gói thành phẩm những cái đoạn bánh tét thì đây là công đoạn nếp, và Trang sẽ quay từng chi tiết để cho cả nhà coi được cái những cái công đoạn chuẩn bị để ra thành phẩm được cái bánh tét nha cả nhà. Đây là các chú đang nếp, thì Trang thấy những hôm trước bà con đã ngâm nếp trong một cái bồn như vậy, đây là đóng bằng cây hết nha cả nhà, đóng bằng cây và sẽ trải bằng cái miếng mũ nhựa. Đây là ông đang thấy nếp nè. Dạ con chào ông. Dạ cái nếp này là mình ngâm lâu chưa ông? Hai đêm dạ. Này số lượng quá nhiều luôn ha. Dạ. 4-5 tấn nếp phải không? Dạ. Đây là công đoạn làm nếp ngâm ra để mà chuẩn bị nấu gói bánh nha cả nhà. Chờ Trang đi tiếp. Dạ con cảm ơn chú.
là phía bên trong và phía làm nhân đối diện. Bây giờ Trang sẽ đi qua bên cái công đoạn làm nhân nha, rồi mình mới qua được cái khâu gói bánh, có trình tự cho cả nhà hiểu được cái cách thành phẩm của số lượng vài chục ngàn đòn bánh tét coi nó sẽ như thế nào. Tại vì thường ngày mình chỉ thấy được cái công đoạn là giỏi lắm là chỉ vài tấn, vài chục đòn hay là vài trăm đòn, giỏi lắm là ngàn chứ không có lên được số chục ngàn như vậy. Đây là một cái công đoạn tiếp theo thì chú đang làm nè. Cái này là nếp. Chú đang trộn nếp nè. Dạ. Cái này là trộn dừa nạo vô hả cô? Dạ. Dừa nạo. Dạ. Ở đây là mình làm bên cái công tác chuẩn bị là trộn trộn nếp với nhân đúng không cô? Gia công. Gia công. Gia công. Dạ. Nhân thì đi rồi. Dạ. Là cái nếp này là làm cho 2-3 loại nhân được luôn hả cô? Ba loại nhân luôn. Dạ, 3 loại nhân. Dạ. Dạ. Trong này là có cái gì chút? Dạ. Dạ. Đây. Do là không gian nó hơi chật nên là Trang sẽ cố gắng dễ cho cô chú làm á. Cô có trộn muối nè, đường và kế bên là một những cái khúc đậu rất là lớn. Một bên là muối, một bên là đường hả cô? Muối, đường, đậu. Dạ, mình trộn sống luôn. Trộn sống luôn. Dạ. Dạ, mặn lạc là do cô này. Dạ. Dạ. Rồi nước mặn là nói ai cô? Cũng cô luôn. Dạ. Dạ. Đây mấy cô chú làm mệt nhưng mà vui lắm. Dạ. Dạ. Đây là chi tiết nhất luôn nha cả nhà. Cô sẽ múc muối đường nè, trộn vô nè. Rồi, vô đây. Cả nhà coi. Đây là dừa, còn cái dừa nạo vô cái nè. Rồi bây giờ Trang sẽ di chuyển qua tiếp một cái công đoạn từ bên cái đoạn nếp nè mà đi qua được cái trộn dừa đường nên là trong đây hơi chật nên và trơn lắm. Ở phía sau lưng Trang sẽ là công đoạn trộn dừa nha. Và xa xa. Dạ con chào cô. Đây cô đang làm gì cô? Đang chờ lấy nếp cho cô gói. Dạ. Là chờ mình lấy nếp ha. Dạ, đang trộn á. Dạ. Cô ở đâu vậy đây? Ở Phú Thuận. Dạ. Dạ. Cô đi lâu chưa? Đi nhận qua giờ. Dạ, giờ năm nay cô thấy lớn hơn mọi năm hơn. Dạ, hôm nay gối cũng như mỗi năm đó. Dạ, năm nào cũng vậy. Dạ. Dạ. Năm nào cũng vậy. Dạ. Nào bà con cũng trở về đây. Dạ. Dạ. Dạ, con cảm ơn, con chúc cô sức khỏe. Dạ. Dạ. Đây mình qua đây cho cả nhà coi cái công đoạn mà cái dừa. Cái dừa này là mình có gắn vỏ mình màu ra hay là sao cô? Khô, dừa khô. Dừa khô luôn hả? Dạ, khô luôn á. Nhưng mà mình không có dắt nước hả? Không có dắt nước. Dạ. Chỉ là trộn luôn. Để vậy trộn sống cho nó béo. Cho nó béo. Dạ. Đây là dừa. Đó, mấy chú đang trộn dừa, trộn cái nào cũng dạ. Trộn đậu rồi. Cái này là chỉ là dừa thôi chứ đâu có gì trống đúng không cô? Dừa không mà đem bên đó người ta mới trộn. Dạ. Trộn đậu luôn á. Thêm đó cô. Dạ, trộn đậu thêm đường thêm. Khâu nào có khâu. Dạ. Bà con thì đang trở về rất là đông luôn nè. Dạ. Rồi, cái này mình đi tiếp. Dạ, con cảm ơn nha. Dạ. Dạ. Không biết rồi. Bây giờ Trang sẽ đi qua cái đoạn làm nhân. Tại vì từ cái khâu nhân là chú. Khâu nhân bên kia. Bên kia. Dạ, để con đi xéo qua bên kia. À, khoan hả, quay cái không khí làm bánh này cho cả nhà để hình dung ra được cái đoạn bánh tét trước cái nữa ha. À, đoạn bánh tét thì sẽ đi từ cái khâu làm nhân, làm da, rồi làm nhân, trộn bột.
thấy cái trộm lưng. Đây là phải đi ra từ cái đoạn mà làm đúng ra là Trang có thời gian, Trang sẽ đi từ cái công đoạn mà chú dạ con chào chú. Chúc con chú gặp lại ha, một chút con quay xong con nhắn chú ha. Dạ, ở đây là một cái công tác làm chuối. Cả nhà có chắc không có thể thưởng thức được cái hương thơm của nhân giờ này đâu. Bây giờ Trang sẽ đi từ bên cái bây giờ thì thời điểm này thì nhân nó đã làm ra gần như là được một số lượng rất lớn rồi. Ai dắt ra đây sẽ đi đường này. À, đây là những cái đoạn chuối nè cả nhà. Hôm nay thì nó không còn tươi như ngày những cái ngày đầu. Trang thấy là chuối thì mang đến đây rất sớm nha, để mà bà con làm nhân. Có một số vườn thì còn sống nhưng mà một số vườn thì đã chín rượu rã rồi. Nhưng mà vẫn còn làm nhân được nha cả nhà. Thì năm nay dự kiến là sẽ là 18.000 đồng nhân chuối, 10.000 đồng nhân ngọt mỡ. Đây là một cái không gian nè, toàn cảnh cho cả nhà coi, quá rộng lớn, từ ngoài ra ngoài dài vô luôn nha cả nhà. À, có cái ngày mà lao lá là ngày mùng 5 á, nhưng thấy ở bên đây bà con cũng làm số lượng cũng khủng khiếp lắm luôn á. Đây là chuối, đây mình sẽ đi từ cái hướng này cho cả nhà cùng coi ha. Dạ con chào cô. Đây mấy cô đang làm nè, ở đây có cái bàn sạch sẽ quá. Dạ con chào mấy cô, làm trong một cái không khí rất là vui. Dạ ai cũng đẹp đều luôn. Đây, đây cô à. Cái này là nhân hả cô? Cái này là nhân ngọt đúng không cô? Nhân ngọt đúng không cô? Dạ. Ở trong đây là cái gì cái gì cô? Đậu xanh với đường thốt nốt quá. Dạ. Dạ. Đi qua đây cho cả nhà coi cô có bánh. Ở cái miếng ở trong đó là để Trang vô Trang hỏi cô thử coi nó là gì. Nó giống mỡ mà không biết phải không? Mỗi người một công đoạn. Cái này cô cũng nhân hả cô? Dạ. Dạ. Con hỏi cái trắng đó là cái gì hả cô? Cái này cục nhân mỡ. Cái trắng ở bên kia mỡ. Mỡ hả? Dạ. Mình sắc miếng lớn hả cô ha? Để cuộn vô này cho nó béo. Dạ. Cũng như là nhân thịt vậy đó. Dạ. Cũng như nhân thịt vậy đó cả nhà. Nhờ cho nhìn cái clip số lượng này là cũng rất là lớn luôn rồi. Mấy tấn hả? Dạ. Năm nay cô có nghe nói là bao nhiêu không cô? Nghe là mấy tấn hơn. Dạ. Bao nhiêu chuối là cô biết dạ. Bao nhiêu? Dạ chuối. Dạ. 4 tấn ha cô. Dạ số lượng quá lớn luôn. Dạ năm nào cũng có lớn và hình như là lớn nhất luôn á cô. Đây cô làm nè, cho cả nhà coi lại từ đầu cô làm nè. Một lớp đó là lớp bánh tráng ha cô. Dạ lá chuối, bánh chuối. Lá chuối xong rồi bánh tráng. Rồi nhân ngọt. Ngọt ở bên lễ rồi mình nhận. Dạ mình nhận ra. Dạ mấy cô làm rất là khéo luôn nè. Năm nào mấy cô cũng về đây hả? Dạ, năm nào cũng về. Dạ. 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 Cô đang gói, bắt đầu để nhân nhân rồi đó nha. Để Trang quay chi tiết cho cả nhà coi được thành thẳng một cái đoạn. Ở đâu đây cô? Ở đâu rồi? Dạ, con ở Đồng Tháp qua. Dạ. Sáng làm hôm kia cũng có cái anh ở Cần Thơ. Dạ. Dạ. Có cái bánh tráng đó mình cuộn nó dễ, nó tròn mà nó đều, nó giữ lại. Dạ không, không có bị nứt. Cái bánh tráng này là bánh tráng không nhúng luôn cơ. Bánh tráng mặn đúng không? Dạ. Bây giờ cách để làm nhân nha cả nhà. Trang sẽ di chuyển qua thêm một đoạn nữa nha. Đây. Trong mỡ này có ướp gì vậy hả cô ha? Dạ. Đây qua đây cho cả nhà coi cái nhân này rất là đặc biệt.
con nghĩ vô bánh chắc ngon lắm ha. Ngon. Năm rồi con cũng đi nhưng mà chưa có thưởng thức nên con không có biết cái vị bánh làm sao. Cái mỡ này mình có ướp gì hả cô? Cái đó mỡ ướp, con không biết nữa. Dạ, mình là người ở đâu về đây con? Ở dưới Tiến Thành đi lên. Dạ, cũng là người An Giang ha. Người An Giang. Dạ. Đây có mấy chú phục vụ nước nè. Trong cái không khí này bà con làm và con chúc mấy cô sức khỏe nha. Quên cái gì? À, kênh YouTube của con là Trang Lan Thang. Dạ. Để cô có coi mở coi nha. Dạ. Cô cũng hay coi cái này lắm. Dạ. Con chúc hết mấy cô đây sức khỏe nha. Dạ. Mấy cô làm Trang hơi lạ lạ. Dạ. Coi nữa nha. À, đúng rồi. Trang Lan Thang. Năm rồi con cũng có quay một cái clip nữa ha. Cái này là phải giữ dụng như bữa nay bữa nào có. Dạ con sẽ tranh thủ trong ngày hôm nay cho bà con đi về đây giữ á. Chị có dạ. Coi Trang Lan Thang rồi. Dạ chị có coi nào cũng phát ra. Dạ em cảm ơn. Em thỉnh thoảng em hay đi quay lễ vậy đó. Cái này là coi chụp phát trực tiếp luôn. Dạ không, em về em chỉnh sửa. Dạ không, em chỉnh sửa lại. Dạ. Chị là người. Dạ. Em thì em tranh thủ lên sớm cho bà con ở xa ta về ta đi á. Dạ. Đi dạ, về coi. Chị đi mấy ngày luôn hả? Chị đi mấy ngày luôn? Dạ. Cái bữa Lao Lá em thấy cũng quá nhộn nhịp luôn. Dạ. Dạ, vậy là mình ở gần ở đây ha. Dạ, chợ mới. Rồi, em cảm ơn nhiều lắm nha. Dạ. Dạ, em chào chị ha. Em chào hết thương mấy anh chị đây nha. Dạ. Giờ mình sẽ đi tiếp tục. Nhà thấy không? Mỗi một công đoạn đều là ấy. Từ cái khâu mà ở bánh tráng nè, nó gói nè. Bên là chuối. Cái khâu lột chuối thì giờ hết rồi. Tại bà con cũng đã lột để giữ trữ trong cái số lượng nó đủ luôn rồi đó cả nhà. Công đoạn cũng là làm bánh chuối luôn. Em chào chị. Dạ. Năm mới gì nữa hả? Em với chị về đây làm bánh. Chị ở đâu về đây? Chị em ở bên đây. Dạ, ở gần đây luôn ha. Bên chùa thầy á. Dạ, chùa thầy. Vậy là ở bên Phú Tân. Dạ, Phú Tân. Mấy chị làm thấy rất là nhộn nhịp và đông vui luôn nha. Cái lễ mà phải nói là quy tụ rất là nhiều. Em ở Đồng Tháp. Dạ. Em cũng hay quay lễ ở bên An Giang mình á. Phải nói là lễ ở An Giang mình rất là lớn, rất là nhiều cái lễ lớn. Đây chị làm nè. Kéo rồi. Làm từ từ sẽ chuyên nghiệp. Không biết làm từ từ cũng biết. Đúng rồi. Mấy em đây đi làm nè. Con có biết làm đó nhưng không biết làm đâu. À, con đi viết là biết à. Không dạ. Gọi đây làm gì làm luôn đi. Dạ. 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 Đi qua đây coi bà làm nè. Ồ ôi cái mâm nhân. Cái nhân này lên màu đẹp quá luôn. Ê bà lớn tuổi thôi bà vẫn làm nè coi nha. Đi vô đây. Dạ bà con chào bà. Cái nhân này lên màu đẹp quá hả bà. Cái này con nghĩ đường thốt nốt hả bà. Dạ. Tính tỉ chăm chay vậy. À, tên của chị là Trang Lan Thang. Trang Lan Thang. Dạ. Nhưng rất là đẹp, nhưng ngọt. Ở trong này là cuộn tròn rồi tặng số lượng cho mấy dừa. Ừ, chị cảm ơn. Coi bà làm. Có dính rồi. Có dính rồi. Con tên Trang. À. Bữa nay em không đi học hả? Con nghỉ học rồi. À. 8 giờ ngoài là học tới 11. Ừ. À, đi làm phụ các bà. Bà hôm nay bà thấy vui không bà? Dạ. Dạ đông mì xèo con cũng thấy vui nữa. Sáng con tranh thủ đi sớm lắm ra đây. À. Vui lắm lễ qua lớn. Dạ, năm nào. Dạ, năm nay con thấy ngày gói bánh đông hơn á. Dạ, thường thì mấy ngày chính là mùng 8 mùng 9 mới đông. Năm nay con thấy ngày làm đông là thấy vui rồi. Dạ. Hả, nhà thấy không? Dạ, chính giờ, chính giờ. Hả? Mỗi một người là một việc, cả nhà thấy cái không khí rất là rộng nha. Bữa nay mới mùng 6. Dạ, mùng 6 mà đông về là mùng 8, mùng 9 sẽ rất là đông nữa.
nhưng mà thường năm là cái ngày chấm thì sẽ đông hơn cái ngày làm một xíu. Năm nay qua cái ngày làm mà về là quá đông rồi. Dạ đúng rồi. Làm đông hơn. Dạ. Mà không biết là mình có thêm bánh không ha. Nếu mà có thời gian dư chắc có thể làm thêm. Làm hết nếp thôi. Dạ, hết nếp thôi. Hết nếp với chuối còn quá nhiều luôn. Chuối còn quá nhiều. Chuối là chuối, những có dư thì cho bà con. Dạ. Dạ. À, bây giờ đi thêm một đoạn. Em cảm ơn nha. Dạ, dạ em chào chị đẹp. Bà ơi, nhiều sức khỏe nha bà. Dạ. 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 Đây coi bà. Để cho hỏi. Bà ơi, cái mỡ này có ướp cái gì trong này không bà? À, có. Dạ. Có là mỡ tương, mỡ tương. Mỡ tương. À, hèn gì con thấy cái miếng nãy giờ con không cũng hiểu, con không dám hỏi. Mỡ chay. Dạ. Được rồi ăn. Dạ. Và lúc mình bệnh đó là phải có dầu ăn mình để vô. Dạ, cho nó béo. Ví dụ là 300 g bột phải là một lon dầu. Dạ. Một lon dầu là 3 lon nước lon dầu. Dạ. Rồi mình hấp lại cho nó dính lại. Mình mới để vô chảo mình khuấy. Dạ. Mình khuấy cho nó trong vậy mình mới đem xuống mình chảy ra cái bánh mình cát cho nó đều hết. Là mình như mình khuấy hồ hả bạn? Như khuấy hồ rồi đó. Dạ. Cho nó trong vậy mình đó là mới nêm gia vị. Mới cắt. Dạ. Rồi lúc bột rồi mình nêm gia vị hết. Dạ. Tiêu với đường muối rồi thôi ha sao rồi? Rồi hành không có tiêu hành. Dạ. Hành đường muối thì hành vô. Đường muối. Dạ. Rồi bắt chảo khuấy. Dạ. Xong hết rồi mình nguội rồi mình mới cắt ra. Cái bột này là bột năng hả? Bột mì khoảnh hả? Bột mì khoảnh với bột gạo. Dạ, bột mì khoảnh với bột gạo cả nhà. Hèn gì nãy giờ con thấy nó không có giống miếng mỡ bình thường của đồ mặn. Thế là Trang cũng ngơ ngác luôn lần đầu Trang ấy. À, miếng nó rất là lớn nha cả nhà. À, tất cả là đồ chay quá ngon. Dạ. Năm ngoái là làm rồi hả bà? Dạ. Dạ. Đó. Đây là con bạn lấy mỡ. Hèn gì nãy giờ Trang đang nói trong lòng nếu mà miếng mỡ thì còn sao ăn nổi. Thì ra là miếng mỡ chay. Nó là bột thôi. Trộn vào ăn vô cho nó béo cả nhà. Đây là công đoạn cả nhà coi để mà nó biết cách làm nha. Hôm nay là Trang sẽ đi học nghề để cho cả nhà cùng biết được cái bánh tét. Dạ. Giờ chồng em sẽ đi chi tiết nhất có thể cho cả nhà coi được cái đầu bánh tét kỳ công như thế nào. Quá nhiều công đoạn đó chị. Dạ. 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 Chuẩn bị đi thêm một hàng là nhân chuối. Dạ, nhưng trắng nữa nha. Dạ, chú trắng ngọt. Rồi, để em đi tiếp. Em chào nha. Đây, mời cả nhà cùng đi tiếp một đoạn. Bên đây vẫn là chú mỡ nha cả nhà. Chú mỡ. Đây, các bà. Đây là công đoạn do nhân hả bà ha. Dạ. Các bà do điều tay luôn. Cái này là mình nhắm chừng thôi ha bà. Tại mình quen tay rồi nên mình dò rồi cũng thấy không quá đều luôn. Dạ. Dạ nhưng rất là đều thôi. Dạ rất là đều luôn. Nó thơm đường hết đó quá luôn á. Dạ. Nghe được cái hương thơm của đường. Dạ cái này chỉ có đậu với đường hút nốt. Dạ, dừa gắp nhỏ hả? Dừa khô luôn. Dừa gắp nước cốt với dừa thái luôn. Dạ, gắp hai luôn. Dạ, có nghĩa là nước cốt dừa mình gắp ra mình trộn mình nấu đậu. Nấu đậu rồi cái mình trộn nước cho để nó trộn riêng nước cốt thấm sữa với cái khác á. Dạ. Mình để cho xe. Dạ. Rồi bắt đầu là làm mỡ rồi để vô. Dạ. Quá từng công đoạn luôn á, khéo á. Một số cái nó bị nứt nè. Rồi con cảm ơn nha, con chúc hết đi bà đây cô đây sức khỏe hôm nào cũng vậy ha. À, mình di chuyển qua bên đây. Đâu cũng là công đoạn nguyên một nha. Chỉ có một cái công đoạn nhỏ xíu thôi đó là của chị, em chào chị. Cái này là chỉ là mới có nhân ngọt thôi. Cái công đoạn do nhân. Chị do sáng giờ đều tay chưa? Quen rồi hả chị ha? Mấy chị ở đây nè làm rất là mệt nhưng mà vui hết chị ha. Dạ. Đây là một cái đoạn tiếp theo nha. Năm nay có bàn ghế ngồi gói cũng sạch sẽ lắm luôn nè cả nhà. Đó. Cái không gian. Cái gì nó to lắm.
Con chào bà. Dạ, con chào chị. Cắn cuộn nhân, ai làm cũng đều tay chứ. Ai vô đây cũng cứng về hết trơn rồi. Cô đi gói ở đây mấy năm rồi cô? Năm nào cũng gói. Năm nào cũng gói luôn. Dạ. Thấy mấy anh mấy chị mấy cô đây làm rất là chuyên nghiệp. Đây là để mình đi xếp dây cặp này ha. Đây là nhân lạc mở nè. Chị dò nhìn đều ra luôn á. Thường mấy chị múc cái giá đó chắc là để ý sẽ nhớ một giá sáng sớm giờ biết thì sáng mang tay đây coi bà làm nè. Mở bên đây không có ra miếng mà là bột phải bà. Mở bên đây nó không có ra miếng rồi bên kia nhưng trắng nè. Nhân trắng. Dạ nhân trắng. Dạ, bà qua đây sớm không bà? Bà qua đây hồi nào? Hôm qua. Dạ, hôm qua ha. Hôm qua là bà lau lá luôn rồi. Dạ. Dạ, con chúc bà sức khỏe nha. Dạ, con chúc hết mấy chị sức khỏe. Dạ, em cảm ơn. Tại vì cái động này hơi chậm nha, nên sẽ di chuyển ra bên ngoài cho bà con dễ làm á. Xa xa cả nhà coi cảnh cảnh tượng nè. Đây là đoạn vận chuyển rau đồ vô cả nhà. Lá dứa hả? Trang mắt cho nhìn xa Trang không hiểu. Không hiểu cái đó là gì. Nhìn thấy giống như là rau. Đó. Không khí nè. Rất đông, rất nhiều. Rồi bây giờ đi ra đây. Cho con xin mâm đi cô ơi. Nhưng gói bánh cái gì? Đây bây giờ mình sẽ di chuyển hai. Một cái không gian có bánh thôi nó là rất rộng lớn này cả nhà. Đây cái phía bên hông của phủ thờ ông Ba. Rồi tiếp theo sẽ là một cái công đoạn mà gói bánh. Nãy giờ thì Trang sẽ quay cho các cả nhà coi công đoạn làm nhân ha. Mà Trang chưa đi qua được cái nhân chuối. Một chút nữa Trang sẽ quay nhân chuối cho cả nhà coi. Chuối hình như là sẽ trộn với đường. Bây giờ là ở đây là cái đoạn vận chuyển từ cái nếp nè. Rồi cái nhân đậu và con chào bà. Này là dây hồi nãy bạn. Cái này là dây chuối không bà? Cái này bà gói bằng dây chuối không bà? Dây lùn hả? Dây lùn hả? Dạ. Đây, nứt dây lùn. Nứt bằng dây lùn. Để cho cả nhà coi cô với bà làm nè. Rất là đẹp nha. Con thì con không có gành cái này lắm. Cái này kêu công đoạn gì bà? Giống hả? Dạ, cái này gì? Cái này kêu bằng giống chưa? Giống. Giống giống dây trắng. Dạ, giống dây trắng. Đúng, đúng. Dạ. Giống mà nứt dây lùn. Dạ. Nứt dây lùn, giống dây lá. Dạ. Là hai loại dây. Cái nào là nhân trắng là mình giống dây trắng. Dạ. Nhân da nhân chuối thì dây chuối, còn nhân da ngọt thì dây đỏ. Dạ. Nhân ngọt thì dây đỏ. Nhân trắng giấu gì đó. Nhân chuối thì dây trắng ha. Dây chuối luôn. Dây chuối luôn. À, nhân chuối thì dây lùn. Cái hai cái này là chuối không biết nè, cái này lùn á hả cô? Này chuối nè. Dạ. Này lùn. Dạ. Để cho cả nhà coi một cái cọng dây lùn con mượn cái nha bà. Cọng dây lùn này cái nè, cọng lùn chẻ ra. Cái này phơi bao nhiêu nắng thì xài không được bà? Không phơi luôn hả? Dạ. Chẻ treo lên là nói là phơi nó đứt tay. Dạ, phơi nó đứt tay. Phơi không được ha. Còn dây chuối có phần phải phơi không cô? Phơi dạ. Phơi mình chà, chắc mình chà ấy ra mình phơi. Mình phơi rồi cái mình chẻ cái mình cũng treo lên được. Dạ. Dạ. Ủa cái đuôi nó đắp để mình treo lên. Dạ. Cái đuôi treo lên.
Rồi con cảm ơn nha, con chúc bà với cô mấy cô đây hết sức khỏe. Dạ. Dạ. Bà với cô làm khéo lắm luôn cả nhà. Cuộc dây rồi nè. Cái này nhìn đầu bánh tét giống nhớ ngày xưa. Dạ, gói theo đúng kiểu truyền thống luôn. Dạ. Nghe hơi chật. Chàng sẽ đứng nét qua cho bà con làm cho dễ. Thường năm thì cũng sẽ gói vào ngày mùng 6
ngày mai có bánh ít đúng không cô? Ngày mai mùng 7 có bánh ít, bữa nay mùng 6 có bánh tét. Đây cô cuộc mà. Rồi tới công đoạn là giống luôn, còn giống rồi nứt ha. Trang cũng không có gặp, anh là thông cảm. Hôm nay đi là tập mắt thấy rồi đó. Nhà em ở Đồng Tháp. Dạ, kế bên 6 mấy cây số. Dễ hồi năm rồi muốn qua nữa. Bây giờ Trang sẽ di chuyển tiếp một đoạn nha. Cái này như vậy. Một đoạn nữa cho cả nhà coi. Thì chỉ mới là cái con đoạn gói bánh rồi thôi đó. Đây là khâu bên ngoài nè cả nhà. Khủng không? Được xé ra rồi lau chỉnh chu luôn đó. Rất là sạch sẽ nha, để trên cao ráo đàng hoàng. Bây giờ cái đoạn gói các anh thì đang lấy bánh để đem ra nè, vận chuyển ra xe đó. Bây giờ mình đi qua bên cái khâu bên kia cho cả nhà coi, rồi tiếp chất bánh lên xe. Nghe trơn trắng rồi, dạ trơn, rất là trơn luôn. Đây là cái con đậu là nếp, vô nếp nha cả nhà. Mình sẽ đi qua đây cho cả nhà coi. Giờ là đường trơn, cộng thêm rất là đông bà con đang làm nên là cũng không có muốn vướng bận tay chân bà con á. Cái công tác này chỉ là lấy nhất để mà đem ra cho bà con gói thôi cả nhà. Các anh chị thì quét liên tục luôn đất nước. Giờ để đi qua đây coi cái khâu chuối hôm nãy chị đi đã thấy rồi nhưng chưa có quay, rộng biết cái khâu chuối giờ nằm còn hướng bên nào rồi. Mỗi người một tay nha cả nhà. Thank you.
hơn. Đây là công tác làm viên chuối nhưng mà giờ này đã xong rồi. Không gian mà phải nói là hết sức là nhộn nhịp luôn, và những cái chạy cơm được bà con chở về đây nấu thiện nguyện, nấu không đồng nha cả nhà, tất cả đều là không đồng, cái số lượng người rất là khủng khiếp. Trở về đây xe tải là vô liên tục để vận chuyển hàng hóa nè, những cái chuyến xe để mà chở đồ, không khí của lễ hội gói gọn trong một cái lễ dỗ truyền thống. Có đầy đủ những cái phong tục của người Việt mình. Đây, ở đây là một cái xe trái cây của lò. Một bên thì sẽ cho nước miễn phí nha các bạn. Miết rồi cái số lượng những cái khoảnh khắc nữa đó là nhộn nhịp nhất và ảnh hưởng nhất của buổi lễ hôm ba trong sáng ngày mùng 6 hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2023, có nghĩa là ngày mùng 6 tháng 4 âm lịch. Bà con trở về đây năm nay phải nói là rất là vui luôn, có nghĩa là rất là đông, đông hơn thường năm. Thường năm vào những ngày chánh giỗ thì như vậy là giống như thường lệ rồi, nhưng mà năm nay riêng cái ngày gói bánh thì bà con sẽ trở về đây sớm hơn để chuẩn bị để phục vụ cho lễ hôm ba. Trang sẽ đi vào bên trong. Đây là bánh tét này là nấu xong rồi cả nhà. Quá đông rồi, bà con đổ về từ lấy trước dễ sau lưng Trang rồi cắt xuống đều đông nghẹt hết. Bây giờ Trang sẽ di chuyển qua bên một cái đoạn cũng là có bánh tét đi sơ lược cho cả nhà coi ha. Tại vì tu rất xe vừa người vừa những cái hoạt động huyên náo của buổi lễ để mọi người đóng góp một ít để trong buổi lễ cơm. Trước mặt cả nhà là chạy cơm số 3, đối diện là chạy cơm số 7 và có rất là nhiều chạy cơm được dựng lên trong những cái ngày lễ như thế này và tất cả đều là không đồng. Nãy giờ con đi con tưởng là nhân chuối trên kia nhưng mà kiếm không thấy. Dạ. Nhân chuối nhân đậu ở đây. Dạ. Gói quá chừng rộng lớn luôn, một cái góc mà cả nhà thấy không? Hàng ngàn người ngồi gói bánh. Cả nhà có từng thấy cái cảnh tượng nào mà cả ngàn người ngồi xếp hàng gói bánh như vậy không? Mấy cô ở đây làm nè. Đây là nhân chuối. Gói cũng gói bằng dây lùng và dây lát. Cả nhà thấy là một đoạn ngắn thôi cho cả nhà cảm nhận được không khí ở nơi đây. Rồi mình sẽ đi tiếp những cái công đoạn. Và phía bên tay phải sẽ là khu nhà ăn nè. Nhà ăn rồi thức uống rồi các loại nha cả nhà. Còn cái phần bếp á, bếp nấu ăn nữa nha cả nhà. Nữa Trang sẽ đi qua cái phần bếp nấu ăn. Bếp nấu ăn nằm trong này luôn. Lấy đồ giữ dịch cửa.
sơ rồi một vài vòng cho nó ngồi chờ hết. Rồi đi vào đây. Cái này là mình chỉ quay vòng ngoài nói thôi, không có vô trong quay để bà con đi tiếp một đoạn nữa, tận dụng hết các ngóc ngõ ngách của không gian ở trong chùa luôn. Đây là một cái bếp nhà ăn nè, năm nay Trang thấy là như có phần hơi khác hơn thường khi Trang không có để ý trong này. Ra cái câu này nấu nước là con nhà ăn bếp ăn phục vụ đồ ăn ở đây. Một bên là rửa chén phát nè, nhưng mà thấy nhiều công đoạn lắm để mà làm cái lễ nè cả nhà. Đây là bếp ăn nè cả nhà, nhưng mà hôm nay sẽ chưa nấu nhiều đâu. Phải nói là góc máy nào cũng rất đông, rất nhộn nhịp nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống dưới khu nhà ăn cho cả nhà coi, rồi mình sẽ mới đi qua bên cái khu đối diện là chạy cơm nha. Ở ngoài kia thì bây giờ nó rất đông, rất ồn ào luôn rồi. Mình đi trong cái đường bánh tét nè. Có nhiều công đoạn ở đây, cho cả nhà coi cái cọng dây nè. Cái này là dây, dây chuối á, phơi ra. Rồi bắt đầu mới ra mấy buộc dây. Đó. Cọng tiếp tục. Cô con chào cô. Dạ. Quá đông hết. Dạ quá đông quá vui hết rồi. Dạ. Cô ở đâu về đây? Ở dưới là Long Xuyên. Dạ Long Xuyên. Ở đây là năm nào cũng vậy đó. Dạ đây năm nào cũng vậy. Lễ năm nay rất là, con thấy năm nay lớn đó cô ha. Lớn hơn. Dạ lớn hơn mọi khi. Càng lớn. Dạ. Dạ. Ai cũng quay nhiều. Dạ. Nó nhiều hơn. Dạ. Con ở đâu đi quay này đây? Con ở Đồng Tháp. Dạ. Ngày mai, ngày mai có bánh ít đúng không cô? Dạ, mai có bánh ít. Dạ, có buổi sáng ha, buổi chiều có bánh ít. Sáng. Buổi sáng thôi ha. Dạ. Mai có bánh ít. Bởi vì nó lễ gì nè. Dạ. Lễ 3, lễ 18 tháng 5 quá lớn. Dạ, 18 tháng 5 cũng quá lớn. Dạ. Rồi, con chúc cô sức khỏe nha. Dạ, con cảm ơn. Đây, đi một vòng để cho cả nhà coi. Tại vì do trong mới đây hơi tối nha cả nhà. Tiếp theo tay trái Trang sẽ là khu đồ gãy. Khu đồ gãy để mà bà con chuẩn bị đồ để nấu nướng nha cả nhà. Hay qua đây nha cả nhà ơi. Đây là tất cả những cái tấm lòng của bà con từ khách thập phương trở về mang theo á cả nhà. Đây là lá dứa nè. À, lá dứa, hành lá dưa leo và bầu bí nước hay là bông súng, những giống như là một cái chợ nông sản nhỏ. Một cái chợ nông sản luôn mà. Khổ qua nè, chú như là không thiếu gì hết để chuẩn bị cho ngày lễ lớn, ngày lễ dỗ của ông. Ngày hôm nay chỉ là mới cái khâu bánh tét thôi là đã như thế này rồi đó nha cả nhà. À, mấy cô. Dạ con chào hết mấy cô nha. Đây, đây là trong khâu gói đủ thứ loại nhân hết, đủ thứ loại bánh hết, bánh bé này. À, đi ra được cái khâu này là khâu nhà ăn rồi đó cả nhà. Thì mình xin đi xuống dưới này ha, coi trong này có món gì đặc biệt. Đây là cái khu nhà ăn, có cháo, có cái này là món gì ta, cháo đậu đen. Chị em chào chị, cái này món gì chị? Cháo. Dạ, cháo đậu đen, cháo đậu đen nước cốt dừa ha. Cháo đậu đen, đây mấy chị làm nè. Ăn với dưa muối. Bữa nay là mới ngày mùng 6 gói bánh thôi. Ngày mùng 7, mùng 8, mùng 9 sẽ rất là đông luôn hả chị? Dạ. Ngày mai mình có nấu cháo này nữa không? Đúng. Dạ, là nấu 3 ngày luôn hả chị? Dạ. Đây là chị làm. Rồi em chúc chị sức khỏe nha. Nhiều sức khỏe để làm trong một cái ngày ý nghĩa này. Đi vào đây.
đây. Dạ, nghe cái chị múc cháo kìa. Dạ. Chị múc cháo vừa múc cháo mà vừa vừa đẹp nữa. Thấy con quá, con thấy ngon đi. Đang làm nè. À, đi qua đây. Đây là cái khu mà hậu cần. Hậu cần thì về những cái bếp ăn ở đây thì phải nói là rất là lớn. Những cái nồi siêu khủng luôn. Rồi một chút nữa Trang sẽ tranh thủ đi ra cái đoạn mà nấu bánh tét cho cả nhà coi nha. Đây là rau củ quả, bào dừa, bào rau muống nè, mướp nè, đồ chay nè. Đó, mình thấy số lượng không? Cái vị cũng lớn hết trơn cả nhà. Rồi mình đi qua đây. Đó là loại luôn. Xe rau. Dạ có chứ. Cái mạng là cái gì gặp? À, kênh YouTube của con là Trang Lang Thang. Anh mấy chú đang phụ làm. Rồi Trang sẽ di chuyển một cái đoạn nhỏ bàn ăn nha. Đây là cái không gian nhà ăn. À, hai bên đều là nhà ăn. Hình như năm nay có rất là nhiều sự thay đổi ở đây. À, món ăn. Nãy giờ thì Trang chưa có vô được cái khâu của những cái bàn ăn coi nó như thế nào, chỉ mới là cái khâu làm thôi nha cả nhà. Bây giờ Trang sẽ đi ngược ra một cái hướng công tác chuẩn bị cho cả nhà coi. Đây vẫn là cái bánh luôn. Chạy cơm nè, tổng chạy cơm nè. Chuyển qua đây. Nhà ăn năm nay sao Trang thấy có phần thay đổi không? Tại năm trước Trang đi không thấy nó lạ lạ. Đây là chạy cơm ba tam số 7. Bây giờ cũng là những cái bàn ăn cả nhà, một cái không gian của bếp ẩm thực chay. Coi coi ở đây có những cái món đặc sản gì. Đây là mấy cô đang làm. Dạ con chào cô. Cái này là những bếp ăn chay ha. Dạ đồ chay. Cái này mình làm ở đâu đem lại hả cô? Không, làm tại đây luôn. Dạ, làm tại đây luôn. À. Tại cột trong đó cho nó nóng hả cô? Làm tại bếp trong dạ, đó cô? Dạ, tại bếp trong. Cho cả nhà coi. Đồ chay. Canh nè, có đồ chay giòn luôn. Ai ăn qua đây đủ đồ hết nè con nhé. Đây là bức phê chay. Dưa luộc. Dạ. Món này là ăn chay là rất là ngon. Nước súp bên đây con. Ủa cái này là món gì cô? Cái hộp vịt. Hộp vịt chiên. Dạ. Nhiều quá ăn. Đúng chiên. Cái leo hả cô? Miếng bí nha. Dạ. Cái một chút cực. Bà ngoại ăn cơm nè. Rồi, có ngay. Có ngay, có ngay. Canh này rau tới đây. Rau cải, cải thè luộc. Rất là thơm luôn nha cả nhà. Đồ chay nhưng mà rất là thơm ngon luôn nha. Nóng hổi và rất là sạch sẽ. Phục vụ bà con. Cái anh này là làm nè, rất là mệt luôn. Tạm dùng bữa cơm rồi làm tiếp. Những món chay đang lên từ từ nha. Hôm năm nay nhà ăn. Tiếp tục ra đây là cái khâu múc đồ ăn. Mấy chị làm. Dạ, em chào chị. Đây là cái khâu. Cái này nước súp ha chị. Dạ. Nước súp nóng hổi luôn. Rất là nóng luôn cả nhà. Nước súp nè, có nấm nè, có rau củ quả sắc nhuyễn, nước dùng một chén canh nấm cho bà con thưởng thức. Rất là vui, rất là đẹp nha cả nhà. Mình sẽ đi theo cái lớp này, đi lui xuống đây, một bên là nhà ăn tiếp tục. Hai bên đều là nhà ăn. Nhưng mà trong buổi sáng hôm nay thì một chút nữa sẽ bà con có bác thăm thì sẽ hơi bớt khách nha cả nhà. Bớt khách. Để đi quay một vòng cho cả nhà coi nhà ăn. Đây là bếp ăn. Bếp bên kia là bếp chiên. Đây anh đang làm. Anh Vũ. Cần sự trợ giúp.
Cô, con chào cô. Dạ. Em chào chị. Cái này là món gì chị? Cái này tàu hủ. Dạ, tàu hủ. Một chút mình đem hấp hoa chiên. Mình chiên. Dạ, chiên. Hủ chiên. Cô làm đây quá khéo luôn nè. Đủ thứ món hết trơn luôn. Dạ, con cảm ơn cô nha. Em cảm ơn chị. Dạ. Đây. Một số công tác, một số món ăn. Ở khu xa xa là khu nhà ăn nha cả nhà. Đó, năm nay là cái nhà ăn rộng lớn quá nè. Còn đây là mấy con mấy chị đang làm. Và đây coi là món gì tiếp theo. Dạ, con chào cô. Chị. Là cái ga khâu rồi. À, dạ, con chào bà. Con chúc mấy bà với cô đây sức khỏe nha. Dạ. Đây là làm tàu hủ. À, đi tham quan một vòng. Đó, đây là khâu nấu nướng nè cả nhà. Bếp nút nấu nướng nè. Đây là cái khâu của mấy chị, mấy cô phụ nữ làm chén bát rồi đồ nấu. Phải nói là quá đông quá nhộn nhịp, cải đồ rau rồi nè. Ngoài trên này là nấu những cái nồi lớn đó. Ở đây đặc biệt có những cái bếp củi rất là lớn. Đây có cái máy quạt hơi ồn nhưng mà đứng góc này để quay được cái cảnh chiên cho cả nhà coi nè. Chiên này là chiên trứng nha cả nhà. Đây là công đoạn chiên trứng. Cái này làm ở ngoài là một cái lớp bánh tráng thì phải đó nha. Rồi ở trong là đậu hũ. Chiên là giống như là miếng trứng chiên nữa. Hấp dẫn ha. Đây cái này là miếng trứng chiên rồi. Đây là một cái đoạn mà làm bào rau nè cả nhà. Rau muống thôi mà số lượng nhiều như vậy nè. Cho cả nhà coi. Con chào cô. Cái này là bào rau muống làm món gì cô? Dạ, bún riêu. Bún riêu đổi 3 ngày luôn hả cô? Dạ. Dạ. Bún riêu nha cả nhà. Cho cả nhà coi mấy cô bào nè. Trời ơi, bào là một cái tấm thớt vậy quá nhanh luôn. Chuyên nghiệp luôn. Đó, nó là một phát minh trong cái công tác làm mà số lượng nhiều nha cả nhà. À, chứ nếu mà mình bào ấy thì cũng bào vậy nó nhanh mà nó dễ. Dạ, nó không có sợ vô tay. Cái này là lặt hết lá rồi. Cái cô ra đây lâu không? Hồi nào ra đây tới giờ cô? Dạ, ra hồi sáng giờ. Dạ. Để năm nay lớn lắm hay cô ha? Dạ. Năm nay quá đông luôn. Nãy giờ là... Dạ. Dạ. Thường khi là mùng 8, mùng 9 mới đông. Dạ. Dạ đúng rồi. Hồi nãy con thấy chỗ bến phà Thuận Giang á, là con đi lên quá đông. Dạ quá đông. Cũng vui, hy vọng là năm nào bà con cũng nhớ ngày giỗ ông trở về đây. Dạ. 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 Dạ con ở Đồng Tháp. Rồi con cảm ơn nha, con chúc hết mấy cô sức khỏe nha. Dạ. À, đi qua đây, à, bà ngoại bào nè. Dạ con chào bà. Một cái không gian bếp ở ngoài trời, cái đoạn này mát mẻ nha cả nhà. Ngoài này thì không có nóng. Dạ bà. À, đi qua đây. Bé làm nè. À, bếp nút tàu rau muống, không đoạn rau muống thôi đó cả nhà. Con muốn là nông vậy đó. Nói với cô mới là làm nè. Đi qua đây ha. Bếp tàu đang muốn. Rồi mình sẽ đi tạm. À, cái khâu đối diện cả nhà đi hoài sẽ tới được cái đoạn là nạo dừa đồ luôn. Bây giờ để Trang đi thử một đoạn này cả nhà coi nha. Hôm nay cái bếp có nấu ăn mở mát mẻ luôn á. Đây là khâu rau củ quả, cà rốt, củ sắn, thịt giò. Con chào cô, con chúc cô sức khỏe nha. Dạ. Yeah.
khóm nè, khế nè, khóm nè, với củ cải trắng nha nè. Là đang bưng nấu. Số lượng rất là lớn. Người lặt rau, người làm đấy. Tất cả mới làm nên được cái nồi nước sốt rồi nấu được cũng riêu. Đây là bếp ăn. Xoay xoay. Thôi cho cả nhà coi một bàn nóng đặc biệt. Không bị chứ. Nam mô Di Phật. Nam mô Di Phật. Em chào anh. Khổ cả nhà ơi. Dạ. Cái này món chay hả anh? Dạ, cái này là cái gì á? Hình như là nấm hả? Bên kia là nấm ha, nấm rơm. Dạ. À, đi qua đây cho cả nhà coi. À, nấm rơm. Đậu phụ. Dạ, con chào bà. Cái đó là nấm rơm là món gì? Dạ, dạ nấu bún riêu cho ngọt nước ha. Dạ, con chào bà. Đây cho cả nhà coi nè. Đó, nấm rơm. Nấu bún riêu. Dạ, nấu bún. Đây, cô mới làm nè. Đây, đi qua đây. Mấy cái đòn chả gói nè, cả nhà số lượng lớn lắm nha. Thường tàu hủ kỳ, tàu hủ. Bỏ vô để mà xay ra nha cả nhà. Rồi, đi qua đây. Bên đây là chị nào vừa nè, hộp làm món gì? Bánh canh, bánh canh. Dạ, bánh canh bột sắt. Dạ. Nồng mình nấu chay là mình nấu với rau củ quả thôi ha. Nấu chay. Dạ. Đó là nấu thịt bằm với nấm. Dạ, thịt bằm với nấm. Mấy cô đây nhào bột. Bột thấy dẻo dai luôn. Quá ngon. Rồi, con cảm ơn nha. Dạ. Dạ. Đi thử một lần. Đây là cái lâu xay bột, nhào bột ha. Cái này là mình trộn bột á ha anh. Dạ, máy trộn bột cái này. Có những cái máy lớn để mà làm. Đêm trong cái bột. Cái này mình nêm vô bột hay sao chú? Dạ, ăn cho cái sợi bánh canh vừa ăn luôn. Dạ, nêm vô bột cái nó vừa nó nặng đặc. Dạ. Bột nghe nó ngọt. Dạ. Chứ thường chỗ không thấy bánh canh người ta không có niêm cái nó lặn đặc sợ bánh canh cũng nước ở ngoài thôi. Dạ. Thấm ở trong. Dạ. Không. Dạ. Còn này mình ở ngoài trong gì cũng hoàn hảo. Dạ dạ. Rồi con chúc cho đồng mình sức khỏe nha chú. Dạ. Đồng mình là năm nào cũng làm vậy hả chú? Rồi, mình ở đâu chú? Ở bên Bình Sa Bình Tre bên chùa Láng á. Dạ chùa Láng. Chùa Bố á. Dạ. Rồi con cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Đây mình đi tiếp qua đây. Đây là công đoạn gọt nấm. Đó, cho cả nhà coi nấm rơm. Có nhiều bà ngoại rất là lớn tuổi cũng về đây làm. Rau củ quả chị nè. Đi vô tới bếp đây nè. Đây. Đây là công đoạn làm sườn chay. Là sườn chay non, sườn non chay. À, cái này là chuẩn bị sẽ làm công đoạn chiên. À, rau củ quả, cái đó là ngâm nước rồi bớt và xả nhiều lần cho nó mềm cái nè. Cái này ngâm nước ấm cho nó nhanh nở. Và mình đi qua đây. Dầu ăn nước sốt rồi mạo dừa, nói chung là tất cả những cái công việc để ngày hôm nay làm hay là lặt rau rác luôn. Đó, bếp ăn này cả nhà đang lặt rau qua lá quế thơm lừng luôn. Đây là bếp ăn, nãy giờ mình cũng chưa thấy cái khâu mà múc bánh canh nằm đâu ha, chắc là bên ngoài này. Mình đi vô đây thử. Cô đang múc nè. Cô bán món món canh chua hả cô? Dạ. Dạ. Món ăn này đều không đồng hết. Dạ, có món cơm buổi trưa nha cả nhà. Đó là thịt nè, rồi có nước uống luôn, rồi có canh chua. Để qua đây quay kỹ cho cả nhà coi, cả nhà tranh thủ trở về với lễ của ông ba. Dạ, thời điểm này ha. Tất cả bà con đều hoan hỷ mà những cái món chay không đồng nè. Canh chua. Cơm, một khẩu phần ăn cơm nè. Có rồi chay, rồi thịt chay, rau nấm, rồi canh chua cả nhà.
cái bếp ăn làm trên cao mát khỏe sạch sẽ giống như một cái đám giỗ truyền thống thật thụ. Đây là món chào em, cái này là món gì em? Dạ cái này là sườn non khìa. Sườn non khìa. Dạ, cái này là mít kho, bên kia là đậu xào. Mít kho bên kia là đậu xào. Ừ. Đây à, có những cô lớn nè, mấy chị, mấy bà và có những cả những các bạn trẻ thanh niên trở về đây làm luôn, nên là rất là quý tấm lòng nha cả nhà. Thì cô bới cơm bên đây nè, cơm cũng số lượng lớn, cái gì cũng lớn thôi trong cái lễ này nha cả nhà. Rồi chị cảm ơn nhiều nha. Dạ chị chào em. Chúc cho em nhiều sức khỏe. Dạ dạ. Dạ cảm ơn em. Dạ chúc kênh của chị ngày càng nhiều chiếu view. Chị cảm ơn. Em có thể mở lại kênh của chị là Trang Lang Thang. Dạ. Ừ. Rồi chị cảm ơn. Dạ con chúc cô sức khỏe. Đây mấy cô mấy chị rất là vui vẻ nha cả nhà. À, rồi mình sẽ đi một cổng tiếp theo. À đi qua đây. À, đây là cái khâu múc canh. Đây cho cả nhà. Rồi vâng vâng vâng. Đồng đồng múc bún. Thôi cô. Dạ được rồi con vô đây con. Hai nãy xíu không? 2 tô, 3 tô, 4 tô, 5 tô, 4 tô. Rồi lấy đi. Cho cả nhà coi cái nồi nước nhất là bún nè, bún cua hả? Quá nhiều luôn. Quá nhiều luôn. Dạ quá thơm quá ngon luôn. Tao to là coi. Quá hấp dẫn rồi cả nhà. Vậy đi, vậy đi chơi luôn. Đây đây bún nè. Cái nồi ngon quá ha. Dạ. Quá hấp dẫn luôn coi. Cái đó là dầu điều cái này. Đổ vô cho cái màu nó màu cái gì á. Dạ. Dạ lấy màu. Ở trong nó có gì cái gì cô? Con thấy có cá bóng đó vậy. Có cây đỏ, cây trắng. Con bóng chai dạ. Bóng dơm. Dạ. Quá nhiều. À. Ăn có củ sắn rồi có rau củ cà rốt rồi cả nhà nên là nó thơm mà nó ngon ngọt nước nha. Dạ ha con cảm ơn cô. À, dạ quá đẹp đó cô. Nét đẹp lao động của mấy cô luôn. Dạ. À, đây mấy cô cho liên tục trong 3 ngày luôn đó nha. Giờ mình sẽ di chuyển góc khoát ở đây. Rồi con chúc hết mấy cô sức khỏe nha. Dạ con cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn cô. Đi qua đây. Rồi cái khâu vô rau. Dạ. Con thấy không khí ở đây quá lớn. Con hội lễ quá đông vui. Dạ chưa con đi quay cho bà con coi cái đã. Đặng kịp giờ bà con về đây dự. Dạ để mình có thời gian con quay lại. Đó, đây cô làm nè. Rồi con chúc hết cho đoàn mình vui sức khỏe nha cô. Dạ. Dạ con cảm ơn. Sao giờ đây, mình đi qua đây. À, tiếp tục. Tại vì cô xin có năng bọc không? Đại cơm số 6 là ở đây sẽ có một cái đoạn nấu bánh tét ở dưới Hòa Thuận Giang luôn nha cả nhà. Là rất là nhiều đại cơm và đoàn bánh xèo từ thiện Hữu Duyên cũng có nè. Rồi đoàn mấy anh thì về tứ thời được hồi lúc mà bữa mùng ba gì là cho thấy mấy anh dựng rạp rồi mấy anh chú rồi á. Đây là cái khâu khác, đây là nước uống, đây là nước cái này nước cam hả chị? Nước cam tất cả đều là miễn phí nha. Nhìn cái thau nước cam là mát lạnh luôn á. Cho một cái thời tiết này là phải có thể ly nước như thế này đây. Rồi cho qua đây, cho qua cho cả nhà coi cho rất là sạch sẽ nè và miễn phí hết. Nước cam đó. Cái này là nước cam hay nước chanh cô? Cam. Dạ, cam chanh trộn lộn nha. Cô tặng đây là mỗi ngày luôn trong hết cái lễ này hả cô? Dạ đó. Uống đi chợ đi cam dạ. Rồi để mình đi tiếp tục nào. Dạ con cảm ơn nha. Dạ con chào cô. Đây là cái đoạn là con cũng là cho nước uống cả nhà, nước xong nè rồi thêm là hột é rồi cát lại à. Này
về đây thì số lượng luôn luôn khủng nè, cái gì cũng khủng hết trơn. Xe cộ đang chuyển qua nè. Là hàng hóa rau củ quả từ đồ ăn đồ ăn cơm rồi đều đầy đủ hết ơi. Dạ đây là có chứ là nạo dừa đó, cái nhà thấy nạo dừa không, nên bánh sẽ rất là ồn luôn. Rồi đi ra đây, đây là cái hồ nước uống. Dạ con chào mấy cô, đây là nước uống nước mát. Dạ học cái cũng còn. Dạ cô cho mấy ngày luôn ở đây hết luôn hả cô? Tới ngày mùng chín luôn, chiều mùng chín có nhỉ. Dạ à, đồng mình ở đâu về cô? Ở đây nè, ở Mỹ Hồ Đông. Dạ Mỹ Hồ Đông chị trên nha. Dạ dạ con chúc hết mấy cô đi sức khỏe nha. Dạ có đã người ư. Dạ mai đã gì cô? Người ư hồi bé. Dạ dạ cũng còn đi xăm luôn. Dạ con cảm ơn, con chúc mấy cô sức khỏe. Dạ đây thời điểm này hôm nay ngày mùng sáu thôi nhưng mà phải nói là quá đông bà con trở về luôn cả nhà. Đây là không khí của lỗ nạo dừa đồ uống. Dạ con chào ông, cái này là ông ổ dừa nè, ở nhà thấy một cái lễ mà đầy đủ luôn không, có dừa khô dừa nạo ý với một cái đống dỗ thiệt thụ của miền Tây. Dạ mọng dừa hả, dừa có mọng luôn á cả nhà, rất là nắng. Nạo dừa này làm bánh. Con chúc ông sức khỏe nha. Dạ được rồi vậy. Cô chú ở đây thân thiện lắm. Giờ Trang sẽ đi ra đây. Đây là cái không gian nạo dừa, cái nhà hơi ồn nên là Trang có thể sẽ lui ra cho cái nhà nhìn toàn cảnh ở trong đây thôi. Đây là toàn cảnh của bà con đang vận chuyển từ bánh tới là đi nấu hay là đồ ăn. Không khí gói bánh thì vẫn còn đó, vẫn chưa có hạ nhiệt nha cả nhà. Tạm biệt cái không khí gói bánh náo nhiệt ở lễ giỗ ông Ba Thới lần thứ 97 năm 2023. Thì hôm nay Trang bắt đầu sẽ di chuyển ra bên ngoài quay thêm một vài đoạn cho cả nhà coi được không khí của ngày 6 và chia sẻ đến với cả nhà, và hy vọng là cả nhà có dịp phải trở về đây vào đúng cái thời điểm kỳ nghỉ lễ của ông Ba để mà dự lễ nha. Quay ơi, mình giảm đi. Giờ chổng thì thứ rồi, giờ mình lo nằm lại nha. Ủa, làm này số lượng bánh rất là nhiều luôn cả nhà. Điểm đâu nè? Quận 13. Chín. 52. Tôi nói không? Hả? 52 thì điểm. Rồi, bỏ đi, rồi, xe đi vô nhắm thôi. Quá nhiều luôn. Cái công tác mà gói bánh ra thì các xe tải ra chở đồ từ thiện vô nha cả nhà. Đi lùi á, xe này là đi lùi nè. Xe lùi không có cam luôn. Nhà thấy không, lái siêu phẩm luôn, siêu đỉnh luôn. Không khí thì quá ồn. Không hạ nhiệt. Để đẩy vô miếng mì không mà kiếm vô đây kiếm xương. Rau củ quả. Cô ra ngoài đó đi, đó. Dạ. Có em cô ở ngoài nói gì đó. Cái đoạn gói bánh dài lên tắt cái này rồi. Cô này gói bánh rồi.
nhà cùng đi qua bên đây ha. Có cái đoạn là cắm hoa nha cả nhà. Chịu cùng dây lại. Cắm chịu cùng dây lại mấy cô nói. Đây là một cái không gian mà phải nói là làm về hoa này cả nhà. À, thấy đẹp không? Hoa này là hoa Hàn Quốc. Cái này hình như là hoa thiên điểu. Nếu mà Trang có nói sai cả nhà để bình luận thôi nha. Có hoa hướng dương nè. Rồi vậy là Trang không biết cái tên hoa này rồi. Cái này mới là hoa Hàn Quốc thôi vậy nè. Cái trên này Trang không biết. Đó. Chú cái hoa tròn này là hoa gì chú? Cái hoa tròn đấy là hoa gì chú? Phải Hạnh Phúc không? Hạnh Phúc là cái trên đúng không? Hạnh Phúc là cái này. Dạ, cái dưới này là gì chú? Cái này là cái này bông quỳ. Cái này nè. Thái còn này bông này là bông gì quên kêu quên không biết. Con có không nhớ. Cái bông này hỏi con bông này. Bông này không? Cái trên Hạnh Phúc rồi em nhớ là tưởng đâu cái đó Hạnh Phúc nhưng mà không phải. Tự nhiên cái quên tên ngang luôn à. Cái này là thiên điểu không? Ủ cái loại chân á, là hướng dương nè cả nhà. Này là cúc, cúc này là cúc cúc gì chân cũng không nhớ luôn. Đa lộc. Đa lộc. Dạ. Đó, hoa hồng nè. Mấy chú cắm khéo quá. Bữa nay là dâng lên cúc ông luôn á ha chú. Dạ, trong ngày 16 là sẽ dâng hoa lên luôn. Nãy giờ Trang chưa có vô tránh điện cho cả nhà coi nha. Rồi xa xa là những cái bảng kim cổ kỳ quan nè. Rồi là những cái câu thơ, câu Phật và ông học theo đạo để mà khuyên dạy cho bà con sống ở hiền lành. Đây là một cái vòng hoa, những cái lãng hoa rất là đẹp. Đang ở đây, hoa hồng. Mình cắm đây tới chiều là hết ha. Dạ. Trong ngày hôm nay sẽ là cái khâu cắm hoa. Dạ. Quá đẹp. À, đây là một cái dòng ngoài. Bà con vẫn cũng cứ cuốc kìa, đi cuốc liên tục gói bánh. Bây giờ thì cũng ngơi dần rồi cả nhà. Bây giờ Trang đi ra ngoài ha. Phía bên tay trái Trang là tổ thư ký, để mà mình có đóng góp gì thì cả nhà vô đó. Dòng bên ngoài nãy Trang đi vô nè. Phía trong nhà phủ thờ của ông, ngày chính dỗ thì Trang sẽ đi quay vô trong đó cho cả nhà cùng đi cúng. Hôm nay thì Trang chỉ quay được cái câu đoạn làm bánh và một cái không khí bên ngoài cho cả nhà xem. Bà con vẫn đến cúc tâm á, để cả ngày và đêm buổi tối ở đây luôn nha cả nhà. Không khí bên ngoài, những cái cổng đã lên rồi nè. Đây là chúc phúc phủ thờ của ông. Bà con cúng phải thành tâm luôn nha. Phủ thờ của ông ba. Đây là cái cổng này cả nhà. À, đây là cái cổng này cả nhà. Đang được làm. Vẫn chưa xong nha. Đang trong công tác hoàn thành thôi. Làm rất là hoành tráng cả nha. Do nó hơi ngược nắng cả nhà nhìn đỡ nha. Đây là một cái không khí bên ngoài nữa. À, phía bên ở trong đi ra là phía bên tay phải của phủ thờ ông ba thì sẽ có một tiếp tục một cái nhà ăn nha cả nhà. À, ra đây.
ăn nước uống. Không không đem nước vào đâu gói bánh để đảm bảo được an toàn vệ sinh. Đây là cái tô nước uống, nước mía các loại luôn, máy ép miễn phí hoàn toàn nha cả nhà. Đi quên vô đâu gói bánh là quên cơm đi. Là nước mía mát mẻ luôn. Là những cái thùng mía nè, xa xa là những cái máy ép mía chuyên nghiệp. Rồi để Trang di chuyển qua bên kia quay một vòng nữa cho cả nhà coi. Tới ngày chính lễ thì sẽ có mua lân mua rồng được ngay ngoài cổng này. Toàn góc máy phủ thờ của ông Ba nè. Thời điểm bây giờ rất là nắng rồi. 10:39 buổi sáng ngày 6 tháng 4 âm lịch năm 2023. Còn cái lọ này hả? Đi qua đây. Bên ngoài thì sẽ bán đồ ăn. Đây là nhà ăn để cho quay sơ lược cho cả nhà. Có cái nhìn tổng quan. Vậy là mai mình đi mấy giờ? Về buổi lễ nha. Ngày mai đi là mình xong nó mai 8 giờ đi. Đây là nhà ăn bếp ăn. Đây là trong đây có những món gì? Món chay các loại. Đây. Đây là nhà ăn chay. Bếp ăn chay. Đây là đồ kho. Đây là con nữa. Đây là bún. Bún chay hả chú? Dạ. Bún cá. Có nhiều đồ luôn. Nhà con cả nhà có thể qua đây để mà nấu ăn, để mà thưởng thức những món này nha. Bún chay. Rồi, qua đây cho cả nhà coi. Đây là cái nồi nước dùng. Mì gói. Nước dùng. Dạ con chào chú. Đây là tô nước súp. Không gian của bếp ăn bên phía bên hông chùa này cả nhà. Đó, cửa rồi phải không? Rồi mình đi tiếp tục nha. Một vòng nhà ăn. Hôm nay thì chưa lại ăn nhiều. Rồi những ngày tránh thì sẽ rất là đông. Đây là toàn cảnh bên ngoài của phủ thờ ông Ba vào ngày 16 tháng 4 âm lịch nha. Phía đây cũng là cho nước uống miễn phí. Bữa nay sữa đậu nành. Thời gian sẽ quay thêm một vài đoạn nữa. Con chào mấy cô, con chúc mấy cô sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Dạ, dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Con ở Đồng Tháp. Dạ, Đồng Tháp. Dạ. Con chúc đoàn mình làm vui nha. Dạ được rồi, con cảm ơn. Rồi rồi, con cảm ơn nhiều. Mấy cô ngoài nhiệt tình. Đây cả nhà. Đây là sữa đậu nành mình tự nấu hả cô? Tự nấu. Dạ, tự nấu. Không dạ. Em nào cũng đãi. Cho ngồi cả nhà cùng uống nha. Đây là sữa. Đó đây rồi. Cái ly đấy xin được. Sao bà hai? Cái ly kia đậm xin. Rót rót vô cho xin mấy cô. Để mất công. Ly nhỏ này không ạ? Không có bà hai. Cái này uống xong con để đâu? Để đi đây lấy tôi rửa. Dạ. Dạ con cảm ơn rất là nhiều nha. Dạ con chúc lòng mình sức khỏe và hoạt động nhiều. Dạ. Dạ chứ nổi đó hả? Bắt đầu mình sẽ đi tiếp tục. Đi qua đây. Đi ra hướng này là về cổng nha cả nhà. Đây vẫn còn nước uống nè. Đây là nước phụ ép gì á. Nước xăm. Không khí bà con vẫn đến đây liên tục luôn. Cái nhà mía mía mà chặt số lượng lớn luôn này. Còn rất là nhiều nhà ăn từ thiện ở đoạn đường ngoài nha cả nhà. Chú quay lại đây, chú quay phim nè. Rồi cảm ơn luôn. Đây một cái đoạn bên ngoài. Và bây giờ Trang sẽ di chuyển ra bên ngoài và có thể là Trang sẽ tạm dừng kết thúc clip này ở đây và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị và các bạn vào những đoạn phim tiếp theo và chia sẻ về những vùng đất mới cũng như là cái buổi lễ hội của ông Ba tiếp tục vào những ngày sắp tới nha. Cả nhà đón xem và ủng hộ Trang bằng cách đăng ký ủng hộ kênh. Bây giờ thì Trang
sẽ rời khỏi nơi đây và sẽ trở lại vào những cái ngày chính lễ để quay cho cả nhà coi không khí náo nhiệt của buổi lễ. Bây giờ thấy bên ngoài nè, giờ này sẽ đông nha cả nhà, nguyên hai đoạn đường rất là đông, bán đồ nguyên một cái đoạn rất là dài luôn. Đây là cổng của ông, cổng thờ của ông ba. Đây thì bán đồ. Có hai cổng để vô bên ngoài thì rất là ồn. Bây giờ Trang xin phép kết thúc tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem đoạn clip của Trang. Có gì cả nhà tranh thủ về thời điểm này nha, rất là nhộn nhịp đó. Trang cũng sẽ tranh thủ lên clip cho cả nhà biết thời gian để mà đến đây. Một cái đoạn dài ra nè, bà con từ bên hướng Phà Thuận Giang đi qua sông Bằng Nao á, rất là nhộn nhịp. Và cái công tác nấu bánh cũng ở đằng mặn Phà Thuận Giang nha cả nhà. Hai bên nè, nó Trang quay thêm một số hình ảnh cho cả nhà coi được cái cảnh tượng của bán quần áo hay là bà con hương xa về đây cúng gói bánh. Và khi mà làm xong thì bà con sẽ trở về ngày mai tiếp tục đến. Có nhiều bà con ở xa thì ở lại, có nhiều quần áo đầy dớt và những cái mặt hàng bánh. Bánh tráng trộn Long An 10.000 một bịch rẻ mà cơm ăn là nghe 10.000. Nhiều đồ ăn thức uống luôn, 100.000 quá đẹp. Xa xa đây, cái đoạn này hình như bên tay phải sẽ có bánh xèo từ thiện Hữu Duyên. Cả nhà muốn thưởng thức hay là quay nhờ xem tận mắt cảnh đổ bánh xèo hải bà con thì đến đây vào ngày 7, 8, 9 nha, sẽ có bánh xèo chay đó. Cái đoạn chưa hạn nhiệt. Đây là phía bên ngoài, hay là trạm bánh xèo, hay là những món ăn đó. Thường năm ở đây bánh xèo cái gì nè. Nhưng mà giờ này thì bà con đang cũng là gói bánh luôn, cũng là gói bánh luôn nha cả nhà. Chúng mình đi vô đây một đoạn cho cả nhà coi. Đây là không khí gói bánh ở trong mấy chị hồi đó nè.